Ui, nó tắt lên rồi kìa. Thôi thế thôi mẹ, cắt nhỏ. Thế sẽ to. Cắt đôi ra. Để em đấy, ngoan quần trước đi. Tưởng ít hóa ra nhiều phết nhỉ. Nhanh lên để mình vào gọi đồ ăn thôi con. À em biết rồi, em mang về thôi mà chị. Hai mẹ con mình gọi bún nem lụi hả? Mấy cả không anh ăn thêm món gì chọn? Thế gọi thêm miến trộn. Hai mẹ con có một miến trộn với nem lụi đúng không ạ? Vâng, thế được rồi ạ. Hai mẹ con có gọi thêm gì nữa không ạ? Chị nữa mình về lấy nước ở nhà uống được mẹ. Ừ, thế thôi. Để hai mẹ con chờ em lúc nhé. Vâng. Em cầm ạ. Của em 3 tiền chị. 75.000 chị ạ. Cảm ơn nhé. Vâng. Để đi. Đúng rồi đấy. Thì phải về nhanh chứ, có Thùy Giang lại sợ kêu đói. Mà Thùy Giang chuẩn bị đồ bát đũa gì chưa? Con chưa ạ. Ôi giời, thế mạng đòi. Đây là 2 suất nem lụi ạ. 1 suất nem lụi với cả 1 miến trộn đấy. Miến ạ? Miến trộn. Chị thấy em thích ăn miến trộn thì chị gọi cho đấy. Có cần phải lấy thêm đũa mới cả. Thùy Giang lấy thêm đĩa đi, để cái này. Thùy Giang ơi, sang hẳn bên bà lấy cái đĩa to đùng ra đây để cho nó đẹp. Vâng ạ. Mà Thùy Giang lấy luôn cả bát con nhá. Vâng ạ. Có 2 đĩa thôi. Ừ thôi, 2 đĩa. 2 đĩa cũng được. Đây, để lên đây để cuốn cho nó ấy. Để con đổ nước sốt. Thế này có bị ít bún không nhỉ? Chắc không. Hoặc là ăn cái này chắc no được. No không? Chắc được. Mình để luôn trong này tí nữa ăn này. Ừ, đi đang bóc ra xem. Người ta cho 6 cái luôn này. Mỗi mẹ con 2 cái. Mà cái này lúc nào ăn thì trộn nhỉ? Vâng ạ. Thế mẹ ra mẹ lấy kéo để mẹ cắt cái này, ăn cái này trước nhá. Để con đóng lại cho nó. Ui, nó tắt lên rồi kìa. Thôi thế thôi mẹ, cắt nhỏ. Thế sẽ to. Cắt đôi ra. Đấy, ngoan quần trước đi. Đây, mẹ cho cái này sang bên này nhá. Ăn cái món này trước. Đấy, bỏ cái đũa này. Cái chả nó thơm mẹ nhỉ? Thơm không? Úi dồi. Thì đang quấn nhỏ nhỏ thôi. Mẹ nó to chứ có phải con đâu. Rồi, để mẹ quấn một cái xem nào. Để con ăn trước đã. Con mời mẹ, mời chị. Đây để mẹ quấn xem. Nước chấm béo ngậy luôn mẹ. Ngon không? Ngon. Nếu mà khát nước thì lấy nước mà uống. Đây, mẹ đã xong một cái. Ăn thôi. Mà Hồng Anh có uống nước gì bảo Thùy Giang là làm luôn cho. Khi nào mà không được ăn thế này thì vui nhỉ? Vui quá. Uống nước gì? Hồng Anh uống gì kìa? Không uống gì. Thế mình Thùy Giang uống thôi. Mẹ không uống nước. Mà Thùy Giang cứ lấy nước đi xong mẹ quấn cho Thùy Giang nhá.
như cái tệp này là thiếu sao? Không cuốn đủ à? Lấy bánh tráng cuốn đi. Bánh tráng á? Ừ. Bánh tráng ấy ăn được không? Không được ăn được. À nhưng mà cái đấy giòn lắm. Ừ. Làm sao mềm bằng cái này được? Đấy, mẹ cuốn cho Thùy Giang rồi đấy. Hút rồi, màu đẹp thế, không còn lấy ông hút mà hút. Không cho thạch. Rồi cái của mẹ cuốn đẹp thế. À, đẹp chưa? Mà ăn cái này xong con ăn cái kia. Ăn hết cái này đi. Ăn được cái nữa thì mẹ cuốn nữa. Hả? Đây. Dạ, ừ, cho cái rau này cũng được. Như ăn rau gì ạ? Thơm mà. Cái rất là thơm. Không có như thơm. Cái này. Đây. Sao mẹ cuốn nốt cái này nữa là xong. Vẫn thiếu cái cuốn đúng không? Thôi tí nữa ăn bún không? Ăn trộn lên cũng được. Trộn đấy được mà. Không anh ăn được nữa thì ăn. Không, con thích ăn miếng trộn. Đấy, mẹ cái này khó trộn quá. Ờ đây để mẹ đẹp cái đĩa này thì ấy. Không anh ăn nốt miếng này đi. Thế mẹ cho này sang đây. Ờ thế thôi để mẹ ăn. Mẹ cho cái rau vào sang đây. Để cho Thùy Giang trộn được cái này cho nó rộng. Đây, mẹ ăn nốt cái này. Ui, thì miếng thơm hay. Ngon rồi, quá. Cả chip đúng không mẹ? Đây cả chip. Mà lần trước thì đang ăn rồi. Không nhớ tên cả chip và cả chip. Tưởng ít hóa ra nhiều phết nhỉ? Vâng. Cho em cái đũa này. Chị thôi được rồi, ăn luôn đi. Thôi ăn thôi, ăn thôi. Có chứ. Cái kim chi có để vào đây không? Để ăn riêng được. Ừ. Ăn kịp. Mẹ sẽ ăn cải chip cho. Ngon không? Ngon ạ. Miếng chua chua, ngọt ngọt. Miếng nó dai dai, sợi nó rất ngon ngon. May là mẹ con mình mua 2 suất đây nhỉ? Mua 3 suất thì chắc là thừa. Có mùi mè chị nhỉ, mùi mè rang. Thì rang không ăn được kim chi đúng không? Không. Ăn kim chi rất là ngon. Chỉ miếng thịt bò này to quá. Này miếng, oh, cả chip à? Chưa mà ăn thế này thì chắc thích lắm ấy. Quá thích luôn. Thỉnh thoảng thôi. Mắc rồi mua về ăn. Cái rau cải chip này rất là ngon đấy. Thì đang cả Hồng Anh ăn đi. Nó ngọt ngọt mà. Nó ngọt mà ngon. Nói chung là dễ ăn. Mà hôm nay không dễ làm, không làm mẹ tự làm mẹ. Ờ. Nào cho mỡ thể hiện nhá. Con bảo mẹ làm, mẹ bảo con thể hiện. Cho mỡ thể hiện. Mỡ khéo tay mà. Cho mà có công thức đã. Cho em đi xem công thức đi mà làm.